Anh Khánh không giống ông bà. Anh ấy ghen tuông, vô lối, tùy tiện lắm ạ. Với cả anh ấy đeo bám con cũng chỉ vì ích kỷ và hiếu thắng thôi bà. Ở đời cần nhất là phải biết tự giới hạn việc gì nên làm hay không nên. Bà ơi. Ơi. Sao bà không hài lòng với việc anh Khánh say xong rồi đến nhà mình quậy phá mà bà vẫn cho anh Khánh vào nhà xong rồi còn nấu cháo cho anh ấy nữa ạ? Anh bảo đi xin việc cho con cơ mà, sao đi nhậu thế? Thì mình nhờ bà người ta cũng phải mời người ta uống cái gì chứ. Mà bây giờ vào tạp chí không có đơn giản như ngày trước đâu. Phải phong bì, phong bao rồi này, đút lót. Mà anh chua ghét cái chuyện đấy. Em bảo này, nếu mà khó khăn như thế, anh bàn với con xem thế nào. Con mà không thực sự thích ấy, hay là thôi đi, mình đừng cố làm gì. Cái Trang nhà mình ấy nó giỏi giang thông minh thế, nó làm ở đâu mà chả được. Không thích thì cũng phải làm, anh sẽ lo bằng được cho nó. Mà vào tạp chí là phải nhắm ngay cái chân vào hợp đồng dài hạn. Anh làm như thế, em thấy hơi áp đặt với con đấy. Gì thì gì cũng phải bàn qua với con một câu chứ. Mình toàn làm những việc tốt cho nó, tại sao là áp đặt? Cái bà bán hoa ấy, bán nốt hôm nay rồi nghỉ, bán nhà, đi ra ngoài ô ở với con trai cho nó rộng. Đúng rồi, nội thành bây giờ đất chật người đông. Tôi mới bảo rồi cũng cứ ra ngoài ô mà ở cho nó thoát nha. Ông Tùng lại gửi phong bì. Ông Tùng để à? Biếu bà Hoa. Hôm nào rảnh ấy, tôi với bà đi thăm bà Hoa mà tôi cũng để dành một ít biếu bà ấy. Ông Tùng ấy, người tử tế lắm đấy bà nhá. Người gì mà ăn ở, nghĩa là chả quan tâm gì đến chuyện tiền nong mà ăn ở như bát nước đầy ấy. Đúng thật, cứ như bát nước đầy ấy. Sao mà anh nhìn tôi? Gì cơ? Cô ơi, cô có cửa hàng cho thuê ạ? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cháu là con nhà bà Trúc ở ngõ trên hả? Vâng ạ, cháu là vợ anh Hiếu ạ. Cô cũng biết mẹ chồng cháu ạ? Hóa ra mày là vợ sau của thằng Hiếu hả? Sáng ngày ra mang cho mẹ chồng cái gì mà túi lớn túi nhỏ thế này? Dạ đâu ạ, cháu bán hàng online cô ạ. À. Bây giờ cháu chưa tìm được cửa hàng nên là để tạm hàng ở bên nhà mẹ chồng cháu thôi ạ. Thế nhà mình cho thuê thế nào hả cô? Cửa hàng này nhà cô á, là cô cho thuê tạm 1 năm. Chỗ này rất là tiện ích, rộng hơn 20 mét. Vâng. Nếu mà cháu có rỗi thì cô mở cửa cho xem. Thế cô cho cháu vào xem luôn ạ. Vào đây.